cất một cái này. Ăn ngon đấy. Ăn ngon à? Mày biết tao làm suốt từ chiều giờ tao chưa ăn mà mày đi đâu về, mày học về mày dám ăn à? À, mày không gọi đại ca quay. Tao gọi mấy câu rồi mà. Đã mấy miếng rồi. Hello nhá, xin chào mọi người nhá. Chào mừng các bạn lại quay trở lại video mới của mình nhá. Đấy các bạn ạ, sau bao nhiêu ngày mình không ra video ẩm thực kia các bạn. Vì lý do là mình vừa rồi chăm bà xã mình mới sinh em bé các bạn nhé. Đơn giản là mình không ra video đều đặn về ẩm thực cho các bạn xem. Thì hôm nay mình lại quyết định sẽ làm một cái clip các bạn. Đó là món mề ngan. Đấy các bạn. Các bạn ăn mề ngan chưa? Đó là mề ngan là mình sẽ hấp với sả ớt gừng các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ hấp với sả ớt gừng để gửi đến mọi người nhé. Vì trong những cái ngày này là mình ở quê mình là nó đang là mưa các bạn ạ. Gió mùa rất là lớn luôn. Đôi khi lạnh ấy, giờ này mình quay tầm này vẫn lạnh đấy các bạn. Đấy. Mong các bạn hãy ủng hộ mình. Bây giờ mình sẽ đi chế biến cái phần mề ngan nhé các bạn nhá. Đây là mề ngan của mình đấy các bạn. Đấy các bạn. Mình đặt họ bao nhiêu ngày để kiếm được chỗ mề rồi đấy. Hôm nay mình sẽ làm. Mì rất là ngon luôn mọi người. Mình sẽ cho lên hấp luôn. Đấy các bạn. Đây này. Mề ngan này trước khi ấy là các bạn phải làm là kia nó có cái gì vậy? Bà có ăn clip này vào đây. Không, ta không ăn cái gì ta đang đi ra đường. Bà hàng xóm mọi người ạ. Bà đang hỏi làm cái gì vậy mọi người? Bà cái gì đấy? Có làm video. À vậy. Bà có vào clip tí nữa thưởng thức cái món này không? Không. Cứ thưởng thức đi nhỉ. Không, thưởng thức đi. Cái gì hôm nay con làm món mề ngan hấp xả ớt. Không. Tí mà ăn thì lại đây. Không. Thưởng thức cùng nó trơn đấy bà. Cho đến nó mọc rêu. Đây mề ngan này mọi người này. Đấy các bạn đây các bạn nhìn đây này. Đấy. Mề ngan ăn được cái gì? Con sẽ hấp với xả ớt bà. Đấy. Rất là ngon luôn đấy. Ai biết được cơ. Úi giời các bạn sao mà ăn được cái món này. Ừ. Món này nó ngon lắm. Vậy nhưng mà hấp vào đâu? Tí nó có nồi hấp. Bác tí ở đây mà ăn. Không có mình mày thế à? Vâng, có mình rồi thôi. Bây giờ mình mà sao mà ăn được mí đỡ. Đấy bây giờ mình sẽ đi chế biến đi mọi người nhá. Đấy. Mày đẻo khỏe à? Đẻ con xinh khỏe mà. Ừ, lúc nào ta lại sang chơi. Ta sang chơi với cháu. Đấy, bây giờ mình sẽ đi chế biến đi mọi người nhá. Có không có lòng vòng lòng vèo nữa. Đấy mề ngan này rất là to luôn các bạn. Cái này to lắm ạ. Ừ, ngon đấy chứ nhỉ. Trông ngon đấy. Cái này trước khi ấy các bạn làm sạch đi rồi bắt đầu là mình bóp với muối này. Với này là sắt chanh mà. Xong rồi cho thêm tí rượu nữa là mình bóp đi rồi nói các bạn nó không còn mùi gì luôn. Bây giờ mình sẽ khứa ra mọi người nhé. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ấy hoa khế này nhá. Cái kiểu cho nó ngấm mà cho nó ngon mọi người. Đây này, mọi người cứ nghĩa ra. Nghĩa ra xong đấy. Ngang đánh dọc lên là nó thành. Để cho nó ngấm hoa gia vị các bạn. Cho nó có nó dày quá là nó cũng đâu chín. Rất là ngon rồi đấy. Nay mấy thằng nhỏ kia nó đi học các bạn ạ. Nên là không có ai quay cùng, nó có một mình thôi. Mình vừa làm mình vừa quay đấy. Xã nhà mình sinh xong cũng mẹ tròn con vuông. Nên là cảm ơn tất cả mọi người đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến gia đình nhà mình nhá. Đấy. Sái hoa khế ra tí là nó thứ nhất là nó nhanh chín này. Các bạn đây đây này tí một pha muối chấm
pha tí muối chấm ớt siêu cay này quá ngon đấy mọi người. Nhiều lắm. Mề gan này nó to quá. Nếu mà mề gà các bạn thì những cái màng màng này nó sẽ vàng nha mọi người. Còn mề gan này nó trắng này, những cái màng màng nó trắng này mọi người. Cho hấp lên thì xả ớt lên tuyệt vời đấy. Cho cái nồi hấp ấy. Trưa nay ở quê mình nó mưa, không mình không biết chiều nay có làm được không. Không may giờ này nó cũng ngợt các bạn, nhưng mà gió rất là lạnh luôn. Đây mọi người cứ khía cái kiểu hoa khế cho nó, ví dụ như có ai muốn ướp cái gì nó ngấm gia vị mọi người nhé. Mình chưa ăn món hấp xả ớt này bao giờ mọi người. Mình những cái mề này ví dụ như con gà hay con gan thì người ta chỉ cho luộc lên đấy mọi người, xong rồi cho vào nấu miến, nấu nòng để nấu miến. Chưa hấp, hôm nay mình sẽ làm món hấp với xả ớt. Chắc chấm với muối ớt chắc ăn được cũng phê đó. Này nó giòn lắm. Ăn sần sật đi. Để một đĩa này mọi người, nhiều lắm. Đây các bạn nha. Vậy là mình đã khứa hết rồi mọi người. Đây một đĩa luôn này. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào hấp này các bạn. Bây giờ các bạn sẽ xả với lại gừng này. Các bạn đập đập dập tí nốt ở dưới. Cho nó thơm. Trên cho cái này vào nha mọi người. Ăn thì thôi rồi. Chấm hết cuộc đời luôn các bạn. Này xem. Mình chưa ăn cái món hấp này bao giờ. Hấp mề gan. Mề gan hấp xả ớt. Đặc sản vùng quê đấy mọi người.
Giờ mình chỉ cho lên hấp rồi. Ok các bạn. Let's go. Đấy. Đó nha, giờ mình xin giá ớt nha. Muối chấm. Chanh nữa, tuyệt vời. Bạn nào mà ăn cay đến đâu thì làm đến đấy nhé. Đấy, mình ăn cay vừa đủ thôi. Chứ còn dạo này mình thấy hiện tượng nó cứ ăn cay vào thì đau bụng các bạn. Hôm nay mình dạo này hạn chế ăn cay. Đấy, tí cho muối nữa. Rồi rồi, còn gì phải nói nữa. Cho chanh nữa. Tuyệt. Ngon đó. Hôm nay quên sầu rồi. Cho quả chanh hay quả quất ấy các bạn. Chấm tuyệt vời. Ngon đấy. Ăn không gọi mình chịu à? Không. À, hay là mình giờ chôn anh xuống ăn luôn. Ăn hết luôn. Thôi mình ăn tí để dành đấy. Mình sẽ phát là mình ăn. Ăn vụng mà cho anh mày à. Mày đói rồi đấy. Mở con tắt rồi nè. Chưa quay đâu, mình sẽ ăn hết rồi. Chết đi. Rồi, ăn bảy rồi. Đúng đó. Cái này sao ăn đây. Con này cá đi. Hết sạch con bà bảy. Nào, bắt tí quả chanh à. Chưa đủ để thêm cho tí nữa. Xong rồi. Ăn rồi. Dài như nhỏ. Ngon. Chưa chua, chưa cay. Ăn này cứng hết.
này nữa. Chắc không có anh Xuân đâu nhỉ. Không có ai đâu, tôi ăn tiếp đi. Ăn ngon à? Mày biết tao làm suốt từ chiều giờ tao chưa ăn mà mày đi đâu về, mày học về mày dám ăn à? Mày không gọi đại ca quay. Yêu hỏi mấy câu rồi mà. Ăn mấy miếng rồi? Một miếng. Đại ca đang là đợi Tùng Cáo ấy này, Bình Bẩn về ăn sao rồi mày ăn hết. Ăn mấy miếng? Coca mặn nó như thật đi nhờ. Đúng rồi. Mày ngon nhờ. Tao đang đợi mấy thằng đi về mà mày dám ăn của bố mày à? Có cho gan mấy thằng kia về chưa? Từ mai có được ăn vụng không? Dám ăn vụng à? Nhá. Rồi được. Được nhá. Đúng rồi, ăn vụng thì chết nhá, nhớ chưa? Vâng. Vâng à. Từ mai cấm ăn vụng nhá, nhớ chưa? Ăn vụng à nhá. Cái này có ngon nào? Không. Không ngon, ăn mấy miếng? 3 miếng. Đừng mai không được ăn vụng đấy nha. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đừng mai ăn vụng không? Hỏi câu nữa. Thôi nhá, ngay ca nhá. Không đợi Tùng Cáo về à? Nó chưa về à? Chưa về. Ừ. Nó chưa về hôm nay cho nhịn nhỉ? Đấy các bạn ạ. Mình vừa vào cắt tóc chút mà thằng cu Phúc Cúc Cu này nó về, nó vớ được cái món ăn ngon này của mình các bạn. Nó sơi trước mình đây. Mình còn chưa mời các bạn thưởng thức đâu nhá. Mình phải đi rửa cái tay ra. Anh Phúc ra đi nhá. Tay nó vừa vọt tường. Bẩn quá. Ăn có được không? Được. Đấy, trời nó tối quá mọi người. Nhưng mà... đấy, mình đi cắt tóc mà thằng này dám sơi này. To gan vậy. Ăn. Đây. Đau. Mời mọi người nhá. Thưởng thức món mề ngan chấm muối ớt này. Úi giời các bạn này. Em vừa làm rồi. Úi giời nhìn nó nuốt nước bọt rồi đấy. Em vừa vắt chanh rồi. Dạ. Ngon á. Ừ. Ừ. Giòn quá. Dai. Giòn dai lắm. Chặt nó thì nó thơm à. Đang đi học về đòi đòi. Đói là ngon không? Đang gọi mấy cầu. Cái gì đấy, cầm cái ngon cá kéo cho cầu nước. Rồi. Hôm nay chủ rét ăn quá ngon. Cái này nó không dai nhưng mà nó giòn. Dạ. Hôm nay mình làm thử món hấp này xem nó như thế nào đây. Tuyệt vời đấy các bạn. Thêm tí muối ớt nữa các bạn. Quá ngon bằng. Để đi rửa tay nhá. Bẩn à? Dạ. Ừ, rồi. Ừ, nó này được ấy. Này mình khía nó hoa khế này mọi người. Đấy, phải khía nó vậy nó mới ngon này các bạn này, nó mới nhanh chín à. Chứ các bạn để kia không chín đâu. Chấm phê phê vào tí này. Ớt này. Kẹp vào đây này các bạn ăn. Cơm nước. Phúc ơi. Đưa đây anh Sơn. Ngon ăn rồi. Ngon ăn nó nóng. Ngon đấy. Đây ăn thế này. Nó dài. Dài lắm. Thôi em cắn. Dài mới ngon chứ còn. Đây là giòn nữa rồi đấy. Tuyệt vời đấy. Hôm nay trời rét được miếng ngon. Chỗ mình lạnh nhỉ. Đấy, gió mùa về à? Hôm nay em đi phơi. À, đang phơi tự nhiên mà.
Mày vừa ít đấy. Ngon lắm ạ. Đang chuẩn bị thu thóc. Cay à? Chuẩn bị thu thóc rồi, chút lên. Thu nhanh bể hết rồi nhỉ. Ủa cay phết không ạ? Cứ làm suốt buổi chiều đấy, các ông cứ đi học về. Tay làm suốt buổi chiều ấy. Ăn là mơ bùi hơn đúng không? Ăn mà bùi. Sao? Đói đói về đi về ăn được miếng này ngon. Các bạn ơi, ơn này. Toát hết mồ hôi rồi. Trời lạnh đi chứ các bạn. Đấy, một thuốc như này, như này. Mình chọn như này. Em sẽ chọn miếng này. Như nào? Ngon lắm. Rồi ăn. Em vừa ăn vụng mấy miếng, 4 miếng. Ăn vụng ngon. Cho nên anh với chị ít như vậy đúng không? Mưa đại. Để xin nhận được. Ừ, nói hết. Nó vào cái đoạn đấy nó hơi dai dai mà. Nhưng mà vào cái đoạn dày dày của nó sực sực nhỉ. Ăn nó dài. Cảnh quá các bạn. Thôi, clip của mình khéo xin tạm dừng ở đây mọi người nhé. Nếu các bạn thấy video của anh em mình hay thì hãy ủng hộ cho anh em mình nhé. Bằng cách like, share và đăng ký kênh. Ủng hộ mạnh nào. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.